Lần đầu bị lừa khi đi ăn sẽ như thế nào? Có nên bỏ về giữa chừng không? Hay tiếp tục ăn? Hãy cùng mình khám phá nha. Đúng như cái tên quán là Super Bò, thì menu và đồ ăn ở đây chỉ chuyên về món thịt bò thôi. Đầu tiên mình nghĩ là một cái phần ai đến đây cũng sẽ gọi là bò hào sót. Topping thì bao gồm 300g bột, 200g hào sữa. Con nào con nấy ú nu à. Nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Kèm theo đó là phô mai, bơ, các loại rau và hai ổ bánh mì. Từng món hơi rời rạc nhưng mà khi kết hợp lại với nhau nó cho ra một cái tổng thể rất là ngon. Nước sốt đậm đà hòa quyện với phô mai thơm béo. Món này sẽ làm cho bạn lưu luyến lắm đó nha. Tiếp theo là món nướng đĩa bay độc lạ Sài Gòn. Mình thật sự khá là hào hứng. Tuy nhiên không có đĩa bay nào ở đây cả, chỉ là cái chảo nó giống đĩa bay. Ừ thì đó, chỉ là một cú lừa chứ không có gì hết. Nhưng đây lại là cái món ngon nhất với mình ngày hôm nay, đặc biệt là cái phần mì udon khi mà xào thấm sốt rồi á, ăn vào phải nói là bắt miệng lắm luôn. Cuối cùng là một cái nồi lẩu ba chỉ bò được hai khay thịt như thế này, theo đó là phần rau, cá viên, trứng và hai vắt mì. Phải công nhận là toàn bộ thịt bò ở đây rất là chất lượng, ăn cảm nhận được độ mềm ngọt rất rõ. Về nước lẩu thì với khẩu vị của mình cần tăng thêm vị cay và chua nữa sẽ hoàn hảo hơn. Không đơn thuần mà hiện tại Super Bò có đến 8 chi nhánh. Hôm nay mình đi chi nhánh ở quận 9, không gian rất là rộng rãi và thoáng, và đây là cái nơi bán những món về bò đáng để cho bạn lưu danh sách nha.